Như thế này là Thượng Caro, không phải là anh muốn nói cũng chạm đến tôn giáo, anh vẫn biết tôn giáo là có người này người kia, nhưng mà đã một khi là tôn giáo thì đã khó khăn trần tục rồi, thì cái chuyện ngoài xã hội họ chỉ khuyên mà khuyên cái nơi nào của họ mà thôi. Ví dụ kể cả họ mở một cái buổi thuyết pháp hay là buổi hoằng pháp ở một cái nơi nào, một cái nơi công cộng nào họ có tổ chức thì đó là khác. Còn khi họ lên trên một cái mạng xã hội như thế này thì họ không thể hành pháp trên đây, tại vì trên đây tất cả những người họ không phải là những người họ người nào cũng theo đạo đâu, đúng không? Hoặc có thể người ta muốn nghe nhưng có những người người ta không muốn nghe, thì cái lời nói của bà sẽ mất đi giá trị. Thì chính vì đây, nơi trên mạng xã hội là không phải là nơi hành pháp và cũng không phải là nơi hoằng pháp, đúng không? Nên nên điều đó bà phải hiểu, bà phải hiểu. Thì cái bà Diệu Hải thì để chúng ta nói luôn á, anh Bình Dương là bà ta không có phải là sư cô Ok, sư thiết giữ gì giữ nha, diện đàm anh, nói chút thẳng nghe anh luôn. cho anh chạy xe kinh Thì để chụp sò thông tin luôn cho mọi người biết như nè, thì hiện nay nói chung ra thì cái thân thế của cái bà ma cô này nè, thấy không, tên tuổi địa chỉ hả, đang là hả giả dạng tu ở chỗ cái khúc cốc khô nữa. Nói chung là hiện nay cỡ đó nó biết chân chúng phải biết, nên diễn đàn của bà ta hỏi chơi cho nó vui vậy thôi, chứ thật ra sợ thấy mụ nội. Mà ta không phải là sư, nói trắng ra là như thế, không phải nhà sư mà đội lốt nhà sư để làm cái gì, để là hả đi là hả chống chính quyền, để kiếm viện trợ của mấy thằng ba sọc ở hải ngoại, nói như thế cho nó rõ cho nó hiểu ha. Vì vậy bà ta không phải là nhà sư nhà thiết gì đó, và chúng ta không có phải là nói gì cái chuyện là tôn giáo. Thứ nhất thì tôi không phải là đệ tử, ôi tôi không phải là tín đồ Phật giáo, tôi là thuộc cái dạng vô thần, có nghĩa là không có đạo gì theo như cách gọi của mấy cái tay mà thiên chúa mà chấm cộng hay gọi những người là không tin theo chúa thì gì mà. Tôi là không có theo đạo nào hết. Thì Phật giáo có là khuyên các tín đồ như thế này, là chúng ta sống thì phải là biết chan hòa với mọi người. Cái thứ nhất, thứ hai đó là không có tham Em sân si, dạ anh Ngọc chờ em chút nha. không có màng đến, rồi là không có màng đến là cái chuyện đời, không có can thiệp vào cái chuyện đời, tu tâm dưỡng tánh. Dạ đúng rồi anh. Còn cái bà ma à, cái bà ma cô này thì bà ngược lại bà xuống kè bà chửi chính quyền, bà đi hỗn độn với cái thứ gì đâu, nó đi nói xấu, đi đả kích, đi xuyên tạc người khác, Chào anh. thấy nghe bà ngồi sai sai đã nhiều tội lắm rồi. Sẵn ở đây á ha, cái đó là mình đang nói à, không không có đâu Cairo, anh biết mà, mình nói chuyện ở trong một cái mức độ nào đó cho phép của trong cái giới hạn, chứ mình không phải xúc phạm đến một cái đạo nào cả, anh thừa hiểu điều đó. À, sẵn ở đây á, anh cho mọi người xem cái clip. À, bây giờ bắt đầu nhà sư trong nước rồi đúng không, bây giờ bắt đầu tới nhà sư của hải ngoại. À, nó có hết, anh sẽ cho anh xem nhà sư hải ngoại, người ta đi hành pháp thôi mà cũng gọi là ganh ghét với nhau nữa, mà đã tu rồi mà còn vậy nữa thì nói gì nữa giờ. Đây. Chào mọi người, chào Tiếp Phương Lan. Rồi, trong lúc đợi anh phát cho mọi người xem thì để em thầm Thôi thêm cái nói gì gì. nè. Thứ nhất á, như bạn là bạn Phương Phương Cago có nói, thật ra thì chúng ta nói, nhưng mà chúng ta nói là nói đúng đúng sự thật, nói có chứng cứ đàng hoàng, và chúng ta nói là không có đả động đến tôn giáo. Tôi lấy ví dụ như là ở bên Phật giáo á, thì cái đấng tối cao mà được tôi kính trọng nhất là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đi, đúng không? Nếu như mà chúng ta mà nói Đức Phật Thích Ca Mâu Ni như vậy hay là như thế kia đó, thì cái đó là chúng ta đang nó là xúc phạm đến cái đức tin là của người ta, cái đó là mình sai, đúng không? Còn này mình nói tên đó là Nguyễn Nhân A, tên Trần Nhân B, đạo đó vậy, đạo gì đó, đúng không, đã làm như vậy vậy thì sai, chứ chúng ta đâu có nói là cái đức tin của người ta, đúng chưa? À, Cái đức tin của người ta là tối cao mà nó mới xúc phạm được. Mình chỉ nói là gì, mình chỉ nói đến cái kẻ, cái tên, cái tuổi, cái kẻ ở trong cái đạo đó làm sai, mình lôi ra mình nói gì cho nó, đâu có phải là mình là xúc phạm hay xuyên tạc về cái đạo của tôn giáo của người ta. Hình như là tại bên trên sò mở quạt cho nên nó là nó hơi ồn.
Chào, nhưng mà thì đó là một cái chuyện mình muốn nói, đúng không? Chứ không phải là mình nói mà theo cái kiểu mà nó không có dẫn chứng đâu. Thượng Cairo, bản thân mình nói là có bằng chứng đàng hoàng mà, chứ còn mình nói mà không có bằng chứng mà mình xuyên tạc người ta, người ta có quyền ta thưa mình à? Đúng rồi, là mình xúc phạm giữ người ta đấy, cho các bạn hiểu. Như tôi nha, tôi chửi là Nguyễn Duy Tân đó, cán bộ là nhà nước qua Tây Căng đó, dám thưa tôi không? Thưa tôi qua tôi hậu liền. Nó thể tôi tuổi địa chỉ tôi nó trên tường nhà tôi, nó đè nó gõ gành gành đó, sao tôi đợi ông ta thưa tôi quạt mừng. Nó nói thật, ông ta mà thưa tôi đến tôi hậu liền, đi từ miền Tây lên á để hậu ông ta. Anh hình nhỏ, anh hình nhỏ tên là Duy. Nói về những cái vấn đề mà những kẻ mà gọi là đội lốt mà tôn giáo, nói chung nó rất nhiều, trong nước, nước ngoài, đâu đâu nó cũng có, chứ không phải chỉ riêng là ở đất nước của chúng ta đâu là mọi người. Và điều đặc biệt nhất hiện nay là ở đất nước của chúng ta, các thế lực phản động là chúng nó là ráo riết lợi dụng tôn giáo, đặc biệt nhất là Thiên Chúa giáo và cả Phật giáo và đạo Hoàng. Rồi, ok, chờ chút xíu. Trong cái đoạn clip này của anh em mới chợt nhớ đến nè, thì cách này cũng mất có chừng 1-2 ngày thôi, hình như là cái bữa 16 tháng 5 nè, thì có một cái đoàn của đại sứ quán các nước gồm như là Pháp nè, Ý nè, Đức nè, của Liên minh châu Âu là đến ngay tại cái chùa Giáp Hoa ở quận Bình Thạnh để thăm cái đám lục lâm thảo khấu là hội đồng liên tôn. Mà cái hội đồng liên tôn này thật ra thì chúng nó là một cái tổ chức chuyên chống cộng, được mà thực dân Pháp nó lập ra ngày trước để làm gì, để chống Việt Nam. Mà bởi vậy đây thì em mới chợt nhớ một cái nữa, anh Thịnh Dương tạm thời cho em nói liên luôn đi. Cái này là xem ra mấy anh chống cộng này đúng là nó chống cộng cực ngu, nó đủ khôn đâu, đúng không anh Bình Dương? Em lấy ví dụ thôi, cái hội đồng liên tôn này á là thời thằng Pháp nó lập ra để làm gì? Để chống Việt Minh, nó chống cộng đó. Và bây giờ tôi nói dựng lại cái thay ma là hội đồng liên tôn này lên để làm gì? Để chống chính quyền. Trời đất mẹ ơi, anh sẽ có suy nghĩ như thế nào về cái bọn lục lâm thảo khấu của cái gọi là cái hội đồng liên tôn? Anh nói là coi như là họ bây giờ họ giống như cái não có vấn đề rồi. Nên chính vì cái điều đó nên bây giờ họ nhìn thấy một cái gì họ liên tưởng đấy, thì họ cứ lặp lại, họ cứ nghĩ là họ dùng, đôi lúc họ dùng những cái từ chữ hán nôm hay gì á, họ nói lên mình nghe cảm thấy nó hay, đúng không, nghe nó cảm thấy nó mỹ miều, nhưng thật sự nó chả có một cái ý nghĩa gì đối với cái thời buổi hiện tại bây giờ đó. Giống như anh từng cho anh ngày hôm buổi live trước anh có từng nói về ông Thích Thông Lai, ông nói ổng là một người được đào tạo thời Việt Nam Cộng Hòa, mà nói thời Việt Nam Cộng Hòa tu, anh hỏi thăm rồi, chỉ tu giống sư phụ truyền cho đệ tử, mà tu mà gọi là tu để mà, anh nói luôn nha, tu để trốn quân dịch đó, nói thẳng luôn đó, giờ nhắc nó nhớ, tu để trốn quân dịch chứ chả phải là đi tu. Mà có trường nào gọi là đâu mà ổng là nói là đào tạo ổng bài bản thế này thế kia, đúng không? Đó là ổng Thích Thông Lai. Còn cái tay mới nãy đang la la đó là đệ tử của ổng, là chiên đi, có nghĩa là những cái chùa nào mà không theo cùng một hệ á, là cái chùa đó là bị biểu tình suốt luôn á. Chào anh Phan Đỗ. Thì nói đến vấn đề này chợt nhớ đến cái gì, thì cái gọi là cái tổ chức hội đồng đó là liên tôn thì thật ra nó cũng tập hợp gồm các giáo phái như là Hòa Hảo, Cao Đài, Thiên Chúa giáo, Phật giáo, nhằm mục đích là gì? Chống chính quyền,
Nhưng mà những tên này trong cái đám mà lục lâm thảo khấu, mà trong cái mà cái ổ mà hả, hội đồng liên tôn này á, thì toàn là những tên gì, những tên đầu trộm đuôi cướp không, của gì nào là hả, Phật giáo Hòa Hảo Thần Tý ở dưới là hả, Thốt Nốt là Cần Thơ, như là tên gì, tên Sách, những cái nhà sách quên bét tên mất này. Thì thằng này là hả, một thằng nó nói chung là trong phá hoại đó, gọi là thằng bó tại, nó ở dưới là Thốt Nốt Cần Thơ hay rồi, nói chung là Cao Đài bên kia rồi đó. Thì ta thấy nghe mười mấy thằng trong cái đám này đều toàn là những thằng là chống chính quyền không. Nhưng mà qua đây em chợt nhớ cái là gì nè, trong khi chùa chiền thì nói chung ở đất thành phố này nó biết bao nhiêu là chùa chiền, mà mấy cái gì là cán bộ của sứ quán các nước EU đó không có đến, mà tự nhiên cái chui vô trong cái hốc hẻm này, vô trong cái gì cái ổ nhóm ở ngay cái chùa là dắt qua giữa quận Bình Thạnh á, vô đó cái gặp nguyên một nhóm đồ rồi gần ha, mười mấy thằng toàn là những thằng đầu trộm đuôi cướp gì đâu mà để là nghe tụi nó là gào giảng về tự do tôn giáo với dân chủ nhân quyền ở Việt Nam.